phần của nhà văn. À, trước tiên là con cảm ơn nhà văn là cái nơi chúng con vui chúng con và chúng được mặt ông vừa qua. Chúng có một giám mục có lâu còn sống và cảm ơn chúng con với chúng tôi ở giám mục. Thứ hai là con rất là cảm ơn ca sĩ Phú Xuân đã được tiền biết đã về chúng mình có được chương trình này. Nếu không có thì con rất biết về đây cũng muốn biết làm gì nhỉ. Rồi con ở đây ca sĩ Phú Xuân đã đón nhận con và được con đối với chúng mình. Chúa, ông ông cha, người sự dẫn dắt của quý cha, người cũng của Chúa, người đã có được sự mình chúng con có như hôm nay, như là anh cha và quý vị đã thấy, cũng như là chúng ta xin được cảm ơn. Thứ hai là chúng con xin lỗi, cái chuyện với đức tối của dân Paulo, vì đức tối của dân Paulo ở đây, là cái con chưa có sự bản, thì con được biết. Con cần những con điều chúng nhắc nhở nhiều điều và con phải xin lỗi cha sĩ Phú Xuân có nhiều điều chúng con có thể làm để cha buồn và khi mình đó chúng con cũng có thể làm thầy làm cha hôm nay trước mặt cha phạm hạ trước mặt thầy cha và cô trường con xin cúi đầu xin lỗi cha xin cha cũng thật quý cho chúng con có điều thiếu sót xin cha chúng con bỏ qua vì là thiếu sót Chúa mà thiếu sót chúng con. Hạt sống chiếu giáo điểm tin mừng, biên bản bàn giao tài sản và sinh hoạt giáo điểm tin mừng. Hôm nay ngày thứ sáu, ngày 6 tháng 8 năm 2019, vào lúc 9 giờ, nhân viên tại giáo điểm tin mừng chúng tôi gồm Đinh Giao, linh mục Trần Đình Long phụ trách giáo điểm tin mừng, chủ tịch ban hành giáo ông Giuse Nguyễn Phúc Tròn, nội vụ ông Giuse Nguyễn Văn Thiết và thư ký là ông Giuse Nguyễn Kiên Cường, biên nhân và linh mục Giuse Đoàn Văn Thịnh làm trưởng hạt sóng chiếu, linh mục Tâm Linh Ngô Quang Quyên tránh xứ Phú Xuân Nhà Bè, biết là ông Cường đây là hai người có thành công dưới này rồi. Hỏi cân thì theo ông có trong chương trình cũng từ ba cũng chỉ ông đi từ cho luôn và cũng từ ba chỉ cho hai ông luôn đây không á thì chùa cũng từ gì ạ có thêm cho tên là gì ạ ông sẽ Linh Văn Tỷ ra ông sẽ Linh Văn Tỷ ông sẽ Linh Văn Tỷ bàn giao tài sản và sinh hoạt của giáo điểm tin mừng cho anh cha và ban đại diện nắm giữ kết quả gồm thứ nhất là giấy bổ nhiệm của đức tố tổng giám mục Paulo giao giáo điểm tin mừng cho cha Long phụ trách, thứ hai là giấy chủ quyền thửa đất số 678/16 chủ sở hữu là Trần Đình Long ngay cạnh nhà thờ, thứ ba là giấy lượt thuê đất gồm có 3 bộ, thứ bốn là bên này được bổ nhiệm 3 pha và mức thủ tục, thứ năm là sổ hôn phối, sổ nhà tội, sổ thương sức, thứ sáu là tài chính, còn lại là 2 tỷ 855 triệu
sau khi đã chi hàng tháng từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019 ghi bằng chữ 2.855 triệu đồng. Thứ bảy là bản liệt kê tài sản các điểm trung bình gồm 4 tờ, và thứ 8 là lịch sinh hoạt các ban và công đoàn giáo viên gồm 2 tờ. Biên bản thành ra kết thúc lúc bây giờ sau khi hai cha đã kiểm tra tài sản, hai bên đọc lại và ký tên đóng dấu như đây, biên giao biên nhận, lương nhận, linh mục, vũ xe Đoàn Văn Thịnh, hạt trưởng Xuân Chiếu, linh mục Nam Minh Ngô Quang Tuyên, tiến sĩ Phú Xuân Nhà Bè, linh mục Phê Đô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn, linh mục Cái Nhất Nguyễn Văn Hưởng, đại diện giám mục đặc trách giáo dân, ban cố và tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh và ban thủ giáo giáo điểm trung lực. Đây là biên bản bàn giao của đại sứ quán. Rồi đây là thứ hai, đây là giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn, đây là biên bản. Vâng, có 5-7 bộ rồi. Vâng, có một bộ là 6 đơn vị là cha hạt trưởng và Xuân Chiếu, cha chính Phú Xuân, cha giám đốc trung tâm mục vụ, cha hưởng và giữ giám mục các nhân dân, văn phố và cả tổng giám mục và bạn hình đạo và giáo ở điểm chuyên mình. Đây là bộ nhiệm thư. Mặc là bộ nhân thư của Đức Cố Tổng Giám mục Paulo ký ngày 13/10/2017, và đây là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan đến đất là của Nguyễn Văn Cảnh, bây giờ đã đứng tên con của Trần Đình Long, danh sách của thành phố là không mua rồi. Và đây là có ba giấy, thứ nhất là giấy tự nguyện cho giao diện tin được mượn đất căn cứ vào tài sản sẵn có và đứng tên chủ quyền hợp pháp trên thửa đất dưới đây, căn cứ vào nhu cầu sinh hoạt cần thiết của giáo dân đi dự lễ cầu nguyện hôm nay ngày 12/12/2018 tại giáo điểm Kim Mừng số 1201/12 đường Nguyễn Văn Tạo, cấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bên chúng tôi gồm có bên cho mượn là chủ quyền đất Nguyễn Đức Đạo sinh năm 1967, chứng minh nhân dân số 0790670169 trước ngày 12/6/2016 tại cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú về di dân về nhân sự gì đó thường trú tại 32D Văn Côi, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mượn sử dụng đất linh mục Trần Đình Long, phụ trách giáo điểm Kim Mừng sinh năm 1956, chứng minh nhân dân 0790560167 thường trú tại địa thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đồng ý và tự nguyện cho linh mục Trần Đình Long mượn thửa đất số 768 và 776, tổng diện tích là 2.400 m², tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Tạo, cấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, để sử dụng làm nơi sinh hoạt cho giáo dân đến cầu nguyện với thời hạn 3 năm kể từ ngày ký giấy thỏa thuận này, 12/12/2018 đến 12/12/2021. Trong thời gian trên, linh mục Trần Đình Long chỉ được sử dụng làm nơi sinh hoạt cho giáo dân đến cầu nguyện, không sử dụng vào việc khác. Mọi thay đổi trên thửa đất trên đều phải thông qua chủ sở hữu. Hết thời gian trên, nếu linh mục còn có yêu cầu sử dụng tiếp và có ý muốn nhường lại, hai bên sẽ bàn thảo và thương lượng. Bên giao Nguyễn Đức Đạo, bên nhận Trần Đình Long. Thứ hai là giấy cho mượn nhà sử dụng làm nơi sinh hoạt giáo dân Kim Mừng. Hôm nay ngày 25/10/2017 tại giáo điểm Kim Mừng số 1201/12 đường Nguyễn Văn Tạo, cấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên là Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh năm 1990, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đứng tên sở hữu căn nhà số 1251A đường Nguyễn Văn Tạo, cấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, thửa số 604, tổng diện tích 258.8 m², giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất là CS 05343, hiện nay không có tranh chấp hay đồng sở hữu với cá nhân nào. Nay tôi đồng ý cho cha Trần Đình Long sinh năm 1956, thường trú tại thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang phụ trách giáo điểm Kim Mừng, được sử dụng toàn bộ căn nhà với hiện trạng nói trên làm nơi sinh hoạt giáo dân đến tham dự thánh lễ. Cha Long cam kết sử dụng căn nhà với diện tích và hiện trạng nói trên làm nơi sinh hoạt cho giáo dân, không sử dụng vào mục đích khác, với thời hạn 2 năm kể từ ngày ký giấy cam kết này.
Trong thời gian trên, cho tiền bình đang chịu mọi chi phí điện nước và các khoản tu bổ bảo trì căn nhà để tiện việc sinh hoạt, không được thay đổi hiện trạng. Nếu có điều gì cần đến pháp lý, Gia Long phải thông qua chủ sở hữu. Khi hết thời gian trên, tôi được quyền nhận lại căn nhà. Nếu Gia Long quý sử dụng tiếp, hai bên sẽ ngồi lại thỏa thuận. Liên giao Nguyễn Thị Xuân Thảo, Kim Nhật, Trần Đình Long. Ý thứ ba là giấy yêu cầu cho sử dụng đất có thời hạn. Căn cứ vào tài sản chủ quyền nhập pháp trên các thửa đất dưới đây, căn cứ vào nhu cầu sinh hoạt cần thiết của gia đình Kim Mừng. Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2018, tại nhà thờ gia đình Kim Mừng, số 1201/12 đường Văn Tạ, quận 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có bên chủ quyền đất Đỗ Thị Ngọc Hương sinh năm 1983, bên được sử dụng đất Trần Thị Minh Long sinh năm 1956. Và chứng minh nhân dân số 07905600-1067 thường trú tại thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang phụ trách gia đình Kim Mừng. Tôi hoặc cho cha Trần Đình Long mượn 3 lô đất các thửa số 755-750-2832.9m2, thửa 717 và 718 là 143.1m2, thửa 665 là 79.7m2. Tổng diện tích 3 lô đất trên là 3.055.7m2. Tại đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, vị trí đối diện nhà thờ, hai lô hẻm chung và một lô ở mặt tiền đường lộ. Gia Long cam kết sử dụng 3 lô đất với diện tích đó trên là nơi sinh hoạt cho giáo dân đến cầu nguyện với thời hạn 3 năm kể từ ngày ký giấy ưng thuận này. Trong thời gian trên, linh mục Trần Đình Long hoàn toàn chịu mọi chi phí xây dựng hay thay đổi hiện trạng trên 3 lô đất trên. Có điều gì cần đến pháp lý, Gia Long phải thông qua chủ sở hữu. Hết thời hạn trên, nếu Gia Long có ý sử dụng tiếp hoặc có ý mua, cha và tôi sẽ ngồi với nhau để bàn bạc. Bên giao đất Đỗ Thị Ngọc Hương, tên nhận Trần Đình Long. Và đây là biên nhận khu điện và nước của cuối tháng cuối. Cái đó. Dạ. Và đọc. Và đây là danh sách tài sản của điện Kim Mừng cùng có 3 tờ. 1, 2, 3 tờ. Và hai vật dụng nhà bếp rồi Kim Mừng một số nữa. Tổng cộng tất cả là có 4 tờ. Thống kê thôi. Thống kê có phòng thánh này. Rồi từ thánh giá, thăm bàn thờ, sách bài đọc, sách lễ, chén thánh, đĩa thánh, rượu lễ, bình 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 thánh, nạp nhật bình sông hương, lư hương, lục bình, chung rung áo lễ, áo súc lễ, rồi văn phòng của sân nhà thờ, ông một bán chúa, tượng đức mẹ, thánh giá nghiêng cao, chống cái, chống khẩu, chiêm, bà đủ thân thánh, chuông kéo, tượng chú thương xót ngoài trời, bàn ghế học giáo lý, bàn học giáo lý, bàn kinh nhà giáo lý, thủ kính, bàn lê ca, tượng thánh du xe, tượng đức mẹ, bồn ngập nước, có 4 cái bồn ngập nước, bồn chứa nước 5 mét khối, có 7 cái, bồn chứa nước 10 mét khối, 1 cái. Rồi quạt trong tường là 30 cái, quạt cây là 4 cái, quạt tu luyện treo là 84 cái, ghế gỗ 6 người ngồi là 1.070 cái, ghế nhựa là 6.500 cái, đồng hồ nước 5 cái, đồng hồ điện 3 pha 2 cái, đồng hồ điện 1 pha 1 cái, đồng hồ sân nhựa 4 cái, bóng đèn tròn là 237 bóng, bóng điện tiếp là 1m là 2 là 10 bóng, máy bơm nước lên bồn là 3 cái, máy bơm nước máy lọc là 6 cái, máy bơm nước dàn phun sương là 4 cái, bình chữa cháy 18 cái, màn hình LED trong màn hình lớn đó, đó là bao nhiêu? 300 màn hình LED đó. Màu đó là 9 cái, máy che di động là 32 cái, chậu cây cảnh to nhỏ là 136 chậu, tòa giải tội là 11 tòa, máy hình chiếu 1 cái, máy chiếu 2 cái, bàn giáo dân để đồ 16 cái, ghế giáo dân 14 cái, tượng thánh Gioan Phaolô 2 1 tượng, tượng thánh Phúcsena 1 tượng, ghế đá là 200 cái. Về âm thanh, gồm có một cái mixer là 1 cái, bộ chi âm thanh 1 bộ, âm ly có tất cả là 13 cái âm ly, cái ổ nắp 15 kg 1 cái, bộ lưu điện 1 bộ, màn hình CPU, màn hình chủ cứu 1 bộ, màn hình TV LED 40 inch 1 cái, bộ truy hình 1 bộ, micro là 19 cái. Về ca đoàn, đàn Yamaha Electron
900ml một cái, ghế ngồi điện bàn một cái, sách tham gia huy hoàng 12 cuốn, sách tham gia cộng đồng 25 cuốn, sách hát cộng đồng nhỏ 20 cuốn, sách tham gia Việt Nam quyển 1 17 cuốn, sách tham gia Việt Nam quyển 2 30 cuốn, sách Galerie của Kim Long 21 cuốn và lời người quý nhiếm 2 cuốn. Về lớp nhạc của Việt Thu Nhi, đàn họ có 10 cái, chân đàn 10 cái, ghế ngồi 11 cái, sách viên tốt rồi 10 cuốn, bảng trắng treo tường 1 cái, quạt treo tường 4 cái, và ổ cắm rời 3 cái. Bảng kê vật dụng nhà bếp với biểu tin mừng, có 3 thủ nhung đứng, 3 thủ nhung đứng lớn cửa kiến, 2 thủ nhung đứng nhỏ cửa kiến, 1 bộ bàn gỗ tròn, 1 thủ đứng lớn, 1 thủ gỗ ngang vừa, 1 thủ gỗ ngang vừa màu vàng, 1 tivi Samsung 49 inch, 1 tủ đông ngang lắp lên màu trắng lớn, 1 tủ lạnh đứng lớn Hitachi màu đen, kệ đựng gia vị, kệ hút chén bằng nhung trắng, lò vi sóng màu đen, bếp ga và một bình ga, máy hút bụi màu xám, quạt treo tường 3 tạ đỏ một trắng, quạt đứng 2 đỏ một trắng, máy giặt aqua màu trắng, tủ thuốc, đồng hồ treo tường, 2 đồng hồ treo tường, 2 bàn ăn tròn inox, 1 nồi cơm điện, 1 nồi lẩu, 1 tấm nấu nước inox màu xám đen, 3 cái chảo, 5 cái son, 3 con dao, 2 cái thớt, 92 chén ăn cơm, 15 cái dĩa, 20 đôi đũa, 15 cái muỗng, 8 khóa nước canh, 15 bịch tăm xăng, 15 bịch tăm sỉ răng, 6 hộp khăn giấy răng, 60 chén nhỏ đựng nước chấm, 24 cái ly đủ loại, 1 bộ khách trà, 2 ghế bố, 1 thùng gạo, 5 cái rổ, 1 tấm tăm, 1 hộp khăn lau miệng và 1 thùng đựng rác. Sau khi kiểm tra và thống kê số lượng, tất cả đường dùng đều đang sử dụng tốt. Quan hành giáo ký tên là Đỗ Quốc Tròn, Nguyễn Văn Thiết, liên hiệp phụ trách điểm tin mừng và đi xe Trần Hữu Long. Và khi kiểm tra đây là lịch sinh hoạt và các điểm tin mừng, con xin hoàn giao lại theo yêu cầu của Đức Cha Giám Quản. Là thời gian cầu nguyện và thánh lễ trong tuần, thời gian cầu nguyện thứ hai thì chúng ta là ngày off, ngày nghỉ, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy là cầu nguyện lúc 15 giờ và thánh lễ vào lúc 17 giờ, đó là từ ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Ngày chủ nhật cầu nguyện lúc 13 giờ, thánh lễ nhất lúc 15 giờ, thánh lễ thứ hai lúc 19 giờ. Thứ hai là các lớp giáo lý cho thiếu nhi học sáng chủ nhật, thời gian là 7 giờ sáng, có lớp khai tâm, lớp sinh tồn, lớp lễ và lớp thêm sức, 7 giờ ăn sáng và uống sữa, 7 giờ 30 các em vào lớp và 9 giờ các em đi học nhạc. Các lớp giáo lý hôn nhân và dự phòng mỗi năm mở 2 khóa, có 1 từ tháng 3 đến tháng 6, có 2 từ tháng 8 đến tháng 11. Thời gian còn đọc 2 buổi từ lúc 19 giờ thứ 6 và thứ 7. Ngoài ra nếu có anh chị nào phải đi làm không tham dự vào lớp học trên thì có thể sắp xếp việc khác phù hợp. Ca đoàn có ca đoàn Fostina tập hát tuần 2 buổi, thời gian vào lúc 19 giờ tối thứ tư và thứ sáu, phục vụ các thánh lễ hàng ngày. Ca đoàn thiếu nhi tập hát và phục vụ thánh lễ 19 giờ tối chủ nhật thứ tư của tháng. Lớp nhạc lòng thương xót, thời gian học vào sáng chủ nhật sau kia khi các em học giáo lý. Lớp xuống ngâm ca trưởng, thời gian học vào lúc 19 giờ tối ra hàng tuần. Lớp lý công gia tránh, thời gian học vào 19 giờ tối ra hàng tuần. Họp hội đồng mục vụ vào lúc 19 giờ tối thứ tư đầu tháng. Tính tâm và sinh hoạt mục vụ vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật đầu tháng. Công tác bác ái xã hội, thăm và tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trung bình mỗi tháng 2 lần. Giải tội có 5 quà giải tội. Các linh mục đến ngồi tòa giải tội trung bình mỗi tháng hơn 100 lượt. Thời gian từ 15 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Linh mục phụ trách giải tội tin mừng ký tên Trần Đình Long, quan hành giáo ký tên Đỗ Quốc Tròn và Nguyễn Văn Thiết. Xin cảm ơn Trần Long đã có cái vấn đề của Nguyễn Văn Thiết. Theo cái sự bàn của tôi với kinh sư Phúc Xuân thì khi được cái giáo dục của mình mà bây giờ gặp trên vì thế cái bản giao này tôi cho Long tôi mình giao lại đây cho các trên giúp các trên đây để nó
nói lên cái sự công khai và minh bạch của chúng ta nhé. Bây giờ trong cái biên bản này còn ký tên có làm giờ bây giờ có ký tên mà chưa có làm bệnh bản tất cả thì chúng ta ký tên và đóng dấu được thì có tốt cho chúng tôi ký dấu của nào vâng ký dấu là giáp giáp gì á giáp lai chúng ta hôm nay còn tiền như người ta thế là bỏ đi đúng không ạ? Số 4.
đây là những biên nhận điện nước điện tán hay là ai cũng muốn chấp lại cả, không phải ngồi lấy ghế lấy ghế lại, hết lấy ghế ăn cho hai là ngồi đó không, bên này ghế nhiều, ngồi đây đó luôn đi. Trong rồi đúng rồi đúng rồi. Thank you.
chuyện. Thank you.
Chiếu như xe Maria Đoàn Văn Thịnh bàn giao cho cha thánh xứ giáo sư Phú Xuân. Là mình Ngô Quang Quyên, toàn bộ giấy tờ, hồ sơ, sổ sách có liên quan đến giáo điểm tin mừng mà cha du xe Trần Đình Long đã bàn giao cho cha hạt trưởng du xe Maria Đoàn Văn Thịnh. Biên bản bàn giao kết thúc lúc 10 giờ. Đúng cũng 9:45 9:45 cùng ngày liên nhận cha thánh xứ Phú Xuân và mình Ngô Quang Quyên đã ký liên giao cho hạt trưởng như xe Maria và Minh Thịnh để cho hạt trưởng sẽ ký tên và đóng dấu và đi mặt bàn giao cho cái con cái là đầu tiên là Long làm nên cho Long nhớ mẹ rồi.
Lễ đầu tiên ta làm. Lễ đầu tiên là ngày sau ngày lễ, ngay ngày lễ Chúa lễ đồng phục sát này. Phục sinh xong cái lễ đồng phục sát xong rồi về. Giao tài sản và sinh hoạt giáo điểm tin mừng hôm nay thứ sáu 16 tháng 8 năm 2019, vào lúc 9 giờ, định viên tại giáo điểm tin mừng chúng tôi gồm bên giao linh mục du xe Trần Đình Long phụ trách giáo điểm tin mừng, chủ tịch ban hành giáo ông du xe Đỗ Quốc Tròn, nội vụ ông du xe Nguyễn Văn Tiết, thư ký ông du xe Nguyễn Kiên Cường, bên nhận linh mục du xe Đoàn Văn Thịnh hạt trưởng hạt xóm Chiếu, linh mục du xe Nguyễn Quang Quyên tiến sĩ Vũ Xuân nhà bè, ông du xe Đinh Văn Tử là chủ tịch hội nội vụ xứ Phú Xuân,
và ông Anton Trần Long Đậu, chủ tịch hội đồng nghị sứ xóm Chiếu, ông Trần Bộ Quốc Trọng, đây là chủ tịch hội đồng nghị của giáo điểm Tin Mừng. Linh mục Chuyên Xe Trần Đình Long bàn giao tài sản và sinh hoạt của giáo điểm Tin Mừng cho hai cha và ban đại diện nắm giữ viết quản gồm: thứ nhất, giấy bổ nhiệm của đức cố tổng giám mục Paulo giao giáo điểm Tin Mừng cho cha Long phụ trách; thứ hai, giấy chủ quyền thửa đất số 698/16 chủ sở hữu Trần Đình Long ở ngay cạnh nhà thờ; thứ ba là giấy mượn thuê đất gồm có 3 bộ; thứ bốn là biên lai đồng hồ điện 3 pha và nước thủy tục; thứ năm là sổ hôn phối, sổ đổ tội, sổ công sức; thứ sáu là tài chánh. Số tiền còn lại là 2.855.000.000 sau khi đã chi hàng tháng từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 8 năm 2019, ghi bằng chứng là 2.855.000.000 Việt Nam. Số 7 là bản liệt kê tài sản giáo điểm Tin Mừng 4 tờ. Thứ 8 là lịch sinh hoạt các ban và cộng đoàn giáo điểm 2 tờ. Biên bản bàn giao kết thúc lúc 9:45 sau khi hai cha đã kiểm tra tài sản, đã ký tên, đóng dấu và đọc lại. Hai bên đọc lại và ký tên đóng dấu dưới đây. Biên giao linh mục Giuse Trần Đình Long, phụ trách giáo điểm Tin Mừng. Biên nhận linh mục Giuse Maria Đoàn Văn Thịnh, hạt trưởng hạt sống Chiếu, và linh mục Ngô Quang Tiên có ghi: từ ngày 18 tháng 8 năm 2019, tôi nhận lại trách nhiệm giáo điểm Tin Mừng theo thư bổ nhiệm 243/190/729-02 của tòa tổng giám mục Sài Gòn, ký tên Ngô Quang Tuyên. Lưu nhận: thứ nhất, linh mục Giuse Đoàn Văn Thịnh, hạt trưởng hạt sóng Chiếu; thứ hai, linh mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên, giám sứ Nguyễn Xuân Nhà Bè; thứ ba, linh mục Pedro Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Sài Gòn; thứ bốn, linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng, đại diện giám mục đặc trách giáo dân; thứ năm, văn phối tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh; và cuối cùng là ban hành giáo giáo điểm Tin Mừng. Thưa bên đây là kết thúc và hoàn thành. Phần nào đi vào trong cũng đã muốn cả đời này
quả sáng mới tới đây cũng như những người đã ở đây trước đã được tập đoàn cái tân soát, chúng ta cũng tiếp tục về mặt cá nhân cao tầng tân soát như người này qua người khác. Chụp chung tấm hình và kỷ niệm ngày bàn giao. Vâng.